vị, cái công trình ở Thiền viện Đại Đăng thì đã có một số phần thì đã hoàn thành và một số phần đang hoàn thành và cũng tiếp tục để xây dựng để cho được như một cái tổng thể hoàn mỹ. Để làm được điều đó thì ngoài các công nhân làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ ra đó thì chắc chắn phải có những cái đội ngũ kỹ sư để giúp cho công trình này được hoàn thiện nhanh chóng hơn và tốt đẹp hơn. Long Vân hôm nay may mắn được gặp tất cả những anh em kỹ sư đã góp mặt, góp bằng tay ở trong cái công trình ở Thiền viện Đại Đăng ngày hôm nay. Và xin có buổi nói chuyện ngắn, đặc biệt là với anh đang đứng bên cạnh tay phải của Long Vân. Và xin chào anh, xin mời anh có vài lời chào với khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được kính chào tất cả quý khán giả của chương trình. Cá nhân mình tên Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp, là quản lý điều hành công trình xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Dạ, cảm ơn anh. Và cơ duyên nào đưa anh đến với cái công trình Thiền viện Đại Đăng ngày hôm nay? Cảm ơn Long Vân. Thì hồi xưa Tâm Định ở San Diego cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có một cơ duyên là một người cậu họ xuất gia tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Thì đêm đó cậu có mời mấy anh em và mẹ trong gia đình đến để mà dự cái lễ xuất gia của cậu. Thì cũng nhờ cái cơ duyên đó mà Tâm Định đã được đến và biết đến Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Sau đó thì một thời gian dài, cái thời gian mà công trình có gặp những cái trở ngại về xây cất, thì lúc đó cậu thì lúc đó thành thầy, thầy mới biết rằng là mình cũng làm ở trong ngành xây dựng, cho nên thầy đã chỉ thị và đã kêu Tâm Định đến để giúp cho quý thầy xây dựng công trình này. Thì đó là cái cơ duyên của Tâm Định. Dạ, thưa anh, với cái cơ duyên lớn như vậy, tại vì thật sự ra không phải người kỹ sư nào cũng có cơ hội được làm build một cái chùa với những cái ngày đầu tiên, thì cái cảm giác của anh như thế nào khi anh được đặt tay vào để góp một bàn tay cái sức của mình vào Thiền viện Đại Đăng ngày hôm nay, thưa anh? Thì Tâm Định từ nhỏ lớn lên ở trong gia đình đạo Phật, sinh hoạt gia đình Phật tử từ hồi năm 7-8 tuổi. Tâm Định rất là vừa một mặt là mừng, một mặt là lo, mà có lẽ là lo nhiều hơn mừng. Mừng vì mình có một cái cơ hội để đóng góp một bàn tay kiến dựng ngôi Tam Bảo. Lo vì sợ rằng khả năng của mình không có đủ và cái sức khỏe của mình cũng không đủ để mà phụ lòng của quý thầy cũng như quý Phật tử. Đó là điều lo nhiều nhất. Về phần kỹ thuật thì đương nhiên có những anh, có những bạn bè, có những kỹ sư khác hỗ trợ một tay. Nhưng mà cái phần lo lớn nhất vẫn là sợ rằng mình không có đủ khả năng để rồi làm phụ lòng của quý thầy cũng như là quý Phật tử. Dạ, và ngày hôm nay đứng chung với anh cùng với Long Vân, có tất cả các anh em kỹ sư ở đây, thì làm sao mà anh có thể đem được nhiều kỹ sư vào đây để cùng làm việc van để góp sức cho ngôi Tam Bảo ngày hôm nay, thưa anh? Cảm ơn Long Vân. Thời gian ban đầu thì thật sự ra có cả thảy 7 người kỹ sư, trong đó có cả luôn Tâm Định. Sau một thời gian làm việc với Bộ Giao thông, Tâm Định cũng quen biết được rất là nhiều anh em. Thì cũng một cơ duyên trùng hợp là anh Tâm Thiện Lợi đứng bên trái của Long Vân đây. Thì anh em cũng quen biết nhau qua cái lĩnh vực engineering. Thì vô tình lúc đó cũng biết được rằng là anh cũng là Phật tử của Thiền viện. Cho nên hai anh em mới coi như là bắt tay với nhau để mà hỗ trợ cho quý thầy. Bên cạnh đó cũng nhờ những năm tháng làm việc cho nên cũng quen biết thêm những kỹ sư khác. Và đó là lý do mà cũng có thể mời một số các vị đó đến, một số mình phải mướn để mà hỗ trợ cho công trình. Thì ngoài ông Mike Swearingen, là ông là nghề của ông là kiến trúc sư, anh Paul Swearingen là kỹ sư, anh Tyler Tâm Thiện Lợi là kỹ sư, còn có anh Sopo, anh là superintendent của công trình. Và bên cạnh đó anh Sopo cũng là một Phật tử không phải người Việt, anh là người Campuchia và anh cũng rất là có những hoạt động ở trong cộng đồng Phật giáo Campuchia. Anh đến đây từ cái giai đoạn đầu và anh cũng hỗ trợ rất nhiều, nhất là phần ủi đất cũng như là excavate những cái bức tường trắng để cho anh em có thể tiếp tục xây dựng.
Yeah. Wow. Chắc chắn là Long Vân sẽ xin có buổi nói chuyện với ông về khi mà có cái nền rồi mình mới đặt được cái móng và mình mới xây được cái ngôi Tam Bảo cho ngày hôm nay. Và thưa anh, khi làm việc trên một cái chỗ nó cao mà Long Vân đứng đây nó quá là lạnh đi, nó gió mỗi ngày mà liên tục ròng rã trong bao nhiêu năm trời vừa qua, thì cảm giác của anh ngày hôm nay khi thấy cái mái chùa của mình đang được hình thành mỗi ngày mỗi cao hơn đó, thì cảm giác của anh hiện nay bây giờ như thế nào thưa anh? Hiện nay cảm giác của Tam Định cũng như ngày đầu, vừa mừng và vừa lo. Mừng là tự vì chúng ta cũng đã có chút thành tựu, lo vì trước mắt chúng ta còn rất là nhiều chông gai, rất là nhiều vấn đề cần phải giải quyết, những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, những vấn đề liên quan đến funding. Đó là những cái khi mà mình bắt đầu xây dựng rồi thì tự nhiên mình có cái cảm giác cái công trình này nó là một phần ở trong cơ thể của mình. Nó chậm đi thì mình cũng cảm thấy là mình bị ảnh hưởng. Cho nên cái phần lo nhiều hơn phần mừng. Chắc có thể là chỉ có thể mừng khi nào công trình này thành tựu mà thôi. Dạ, cảm ơn anh. Và câu hỏi cuối cùng cho anh là còn hơn một tháng nữa mình sẽ tới ngày lễ khánh hỷ cho Thiền viện Đại Đăng với cái chánh điện được xong và được hình thành giống như là bức tôn tượng được hoàn mỹ. Thì cái tiến độ của anh có phải làm việc nhiều hơn hay không? Thời gian là việc dài hơn, tiến độ nhanh hơn, cấp rập hơn. Anh có bị pressure bởi điều đó hay không? Chắc chắn là pressure rất là cao, rất là nhiều. Và anh em, tất cả mọi người ở trong các khâu đoạn, họ đều phải làm việc hết sức cực lực. Tại vì chúng ta chỉ còn có 7 tuần mà còn rất nhiều việc. Ngoài ra, một cái pressure mà rất là lớn đó là ở bên county, quận hạt, họ có những cái điều khoản mà mình cần phải thỏa mãn. Nhiều khi những cái điều khoản đó nó là những cái điều mà mình không có ngờ được. Tự vì một cái building lớn như vậy có rất là nhiều chi tiết mà mình thợ mỗi ngày 20-30 người làm 5-6 khâu đoạn khác nhau. Thì bây giờ phải nói thật sự là mọi người làm việc hết sức cực lực. Cái điều mà cái pressure hay không, pressure rất nhiều. Tuy nhiên điều quan trọng rằng Tam Định cũng có chia sẻ với lại tất cả các anh thợ và cũng như nhóm kỹ sư của chúng ta ở đây. Đây là một công trình, một ngôi chùa, một cái chốn già lam, một nơi mà quý thầy chuyên tu mà tất cả chúng ta đến đây vô tình hay cố ý đều là Phật tử. Thì như vậy tất cả hành động của chúng ta đều phải dựa trên căn bản Phật giáo. Cho nên cho dù được hay không được thì nó cũng là cái duyên và chúng ta phải cố gắng đó và luôn luôn giữ cái trạng thái điềm tĩnh để làm sao mà xây dựng một cái ngôi chùa bởi những người có một cái tâm đạo. Thì như vậy Tam Định tin rằng là nó sẽ được thành tựu. Định tâm ở trong cái tâm đạo, cái tên của anh quá là hay. Dạ, cảm ơn anh với những cái thông tin vừa rồi. Và bên tay trái của Long Vân cũng là một người kỹ sư, và Long Vân sẽ có nói chuyện với anh vài câu thôi, tại vì anh Tâm Định anh nói cũng gần như là khá là đầy đủ. Dạ, xin chào anh và xin mời anh có vài lời giới thiệu sơ khởi về mình với khán giả đang theo chương trình cho anh. Dạ, của em tên là Tâm Thiện Lợi, pháp danh Tâm Thiện Lợi, tên là Thái Lô. Em có cơ hội tham gia công trình này đã bước vào năm thứ 8 và sau khi mình phụ giúp với thầy đã trong cái vấn đề grading thì bắt đầu khởi công xây dựng các tòa building. Cái tòa mà mình đang đứng đây là cái tòa ngôi thiền đường mới ở trong tương lai, rồi ở bên tay phải mình ở đằng kia là ngôi chánh điện, và tiếp theo là ngôi tăng xá đó của quý thầy. Hiện tại thì như đạo hữu Tam Định đã trình bày thì ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có một cái buổi khánh hỷ để chư tôn đức gần xa và đồng hương Phật tử có cơ hội đến để thấy được cái công trình của Thiền viện Đại Đăng tiến triển như thế nào, và hy vọng anh em trong ban kỹ sư sẽ làm việc cực lực hơn để cho đến ngày khánh hỷ thì mọi việc cho được nó tạm hoàn chỉnh để được mở cho quý chư tôn đức và đồng hương Phật tử gần xa nó có cơ hội tới chiêm ngưỡng nó ngồi
thiền đường mới. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Sau 8 năm làm việc, tới ngày hôm nay anh có cảm giác gì nếu như mà Long Vân nói là chia sẻ cảm giác với khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay thưa anh? Dạ, thực sự ra đây là một cơ duyên lớn cho tất cả những người mà tự cho mình là người Phật tử. Thì nó giống như Tâm Định đã chia sẻ, thì mình chỉ hy vọng là mình có đủ sức khỏe và đủ tâm trí, và bên cạnh đó có cái sự tu tập để gì, để cùng phụ giúp quý thầy ở đây và chư tôn đức ở thiền viện này, để giúp tạo được một ngôi tam bảo cho những cái thế hệ con em của chúng ta sau này. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn tất cả kỹ sư. Thank you very much for helping us community to have a beautiful temple will be present here now and forever. Thank you very much.